Đối thủ xe sedan VinFast thuộc phân khúc nào? Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, VinFast đã nhắm đến phân khúc hạng D, vốn dành cho những xe tầm trung cho đến hạng sang. Hành trình hiện thực hóa giấc mơ ô tô thương hiệu Việt của VinGroup đã đi được nửa chặng đường khi tháng 10 này sẽ chính thức được trình làng tại triển lãm ô tô Paris Motor Show. Dự kiến xe ô tô VinFast sẽ đánh vào phân khúc xe hạng D, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Accord, Nissan Teana, Hyundai Sonata, Mazda 6 hay Kia Optima. Trong số này, chiếc Mazda 6 2.0 được xem là có giá dễ chịu nhất khi đang được chào bán tại các đại lý là 819 triệu, chưa bao gồm phí trước bạ. Theo một bình chọn của trang thông tin BitLine, thì xe ô tô VinFast sẽ có khoảng giá từ 500 đến 800 triệu, 28% ý kiến dự đoán, 800 triệu đến 1,2 tỷ, 23% ý kiến dự đoán, 1,2 tới 1,6 tỷ, chiếm 17% số người tham gia. Và nếu như nhìn vào thiết kế của những mẫu xe VinFast, chúng ta đều thấy rõ vẻ hiện đại và sang trọng, cũng không loại trừ khả năng xe VinFast sẽ nằm ở phân khúc phía trên lớp Toyota Camry hay Mazda 6, dưới BMW Series 5, Mercedes-Benz E-Class và Audi A6 với mức giá xấp xỉ từ 1 đến 2 tỷ đồng. VinFast là dự án kinh doanh mới nhất của ông Phạm Nhật Vượng, một doanh nhân trẻ Việt Nam trong vòng 1/4 thế kỷ đã biến khoản vay 40.000 USD thành đế chế kinh doanh trị giá hơn 10 tỷ USD. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thành phố Hải Phòng, Việt Nam sẽ sớm trở thành địa điểm sản xuất ô tô mới nhất của thế giới với khu tổ hợp dự án có diện tích 335 ha mang tên VinFast, dự án công nghiệp đầu tiên của VinGroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn VinGroup hoạt động trong hàng loạt lĩnh vực từ trung tâm mua sắm, căn hộ, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, trường học trên khắp cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 2017, VinFast đánh dấu bước tiến đầu tiên của họ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Ngày 2 tháng 10 năm 2018, hai mẫu ô tô đầu tiên của VinFast là sedan và SUV sẽ chính thức được giới thiệu tới toàn thế giới tại triển lãm ô tô Paris Motor Show năm 2018. Và chỉ chưa đầy một năm nữa, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể sở hữu một chiếc xe VinFast hoàn chỉnh.